này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 tám pháp Phật bất cộng, vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 tám pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa tất cả pháp môn Đà la ni, pháp môn Tam ma địa. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa tất cả pháp môn Đà la ni, pháp môn Tam ma địa. Này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A à la hán. Vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn A à la hán. Này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa quả vị độc giác vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này các thiên tử vì lìa pháp môn giải thoát không, nên lìa trí nhất thiết trí vì lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên lìa trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 344.